thì có lẽ tôi dám khẳng định rằng là Vios vẫn là một trong những mẫu xe rất là phù hợp để kinh doanh vận tải. Thì các bạn cũng sẽ cảm nhận được là cái hệ thống treo của Toyota Vios từ trước đến nay trải qua bao nhiêu thế hệ thì nó vẫn khá là cứng. Bền bỉ, tiết kiệm, rộng rãi, vừa có khả năng phục vụ đi lại hàng ngày trong gia đình, vừa có khả năng kinh doanh được vận tải. Chính vì lẽ vậy mà người ta dành cho chiếc xe Toyota Vios một cái biệt danh hết sức thân thương, đó chính là chiếc xe quốc dân của người Việt. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng cái biệt danh đó thì nó mang rất nhiều những ý nghĩa tôn trọng. Tuy vậy thì sâu thẳm bên trong cái biệt danh đó thì chúng ta cũng thấy được rằng mang rất nhiều những ý nghĩa châm chọc đối với ai sử dụng chiếc xe này. Ấy vậy mà từ trước đến nay người ta lựa chọn chiếc xe này nó chỉ đến từ một thứ hết sức bình thường thôi, đó là bởi vì nó lành, nó chẳng có gì để hỏng cả. Tuy vậy thì thị trường càng ngày càng cạnh tranh gay gắt, những mẫu xe nằm trong phân khúc xe sedan hạng B như là Accent và City thì ra sức nâng cấp, thay đổi mẫu mã sản phẩm của mình. Chính vì vậy mà để bắt kịp cái xu hướng chung của toàn thị trường, Toyota Vios 2021 buộc lòng phải thuận theo chiều gió, tức là nâng cấp và thay đổi mình. Ngày hôm nay hãy đi cùng chúng tôi để trải nghiệm thực tế chiếc xe Toyota Vios phiên bản G-CVT 2021 để xem rằng là nó có gì khác biệt để cạnh tranh được với Accent và City. Để có video ngày hôm nay, chúng tôi xin được cảm ơn anh Trần Tuấn Anh và đại lý Toyota Long Biên rất là nhiều vì đã hỗ trợ cho toàn bộ ekip có được cái video clip ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh bằng cách rung chuông ở góc phải màn hình để chúng ta nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam và ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Doanh số cộng dồn trong năm 2020 của mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản là 30.251 xe. Và nếu như chúng ta đặt lên bàn cân và so sánh trực tiếp với đối thủ, đó là Hyundai Accent, với tổng doanh số cộng dồn là 20.726 xe. Trong khi đó thì Honda City chỉ vẹn vẹn là 5.589 xe. Với những con số ở trên màn hình thì các bạn cũng có thể thấy rằng là Vios vẫn đang bỏ rất xa các đối thủ của mình. Đầu tiên xét về mức giá bán thì Toyota Vios 2021 có tổng cộng là 6 phiên bản với mức giá bán lần lượt từ 478 cho tới 638 triệu đồng. Riêng phiên bản E số sàn và E số tự động sẽ có thêm hai tùy chọn, đó là phiên bản 3 túi khí và 7 túi khí. Cá nhân tôi cho rằng đây là một trong những chiến lược phủ sóng sản phẩm của Toyota dành cho mẫu xe Vios để làm sao mà cạnh tranh trực tiếp một cách sòng phẳng nhất với những đối thủ nằm trong phân khúc kiểu A cộng B trừ. Ví dụ chúng ta có thể liệt kê ra đây thôi, chẳng hạn như là Mitsubishi Atrax hay là Kia Soluto, những đối thủ đang rất mạnh về mức giá bán thấp. Điều thứ hai, với giải sản phẩm đa dạng thì Vios 2021 có thể là phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, đặc biệt là đối với những khách hàng mua xe kinh doanh vận tải. Ok, chúng ta hãy tạm thời bỏ qua câu chuyện thống kê về doanh số bán hàng cũng như là giá bán của xe. Chúng ta hãy nói với nhau đôi chút về tổng quan thiết kế của mẫu xe Toyota Vios 2021 phiên bản G-CVT. Điểm nhấn đầu tiên ở phần đầu xe chắc chắn phải nhắc tới, đó là cụm đèn chiếu sáng full LED được chia thành 3 khoang, tích hợp với dải đèn LED chạy vào ban ngày, có thiết kế khá giống với hình xương cá. Và nếu như các bạn để ý thì kiểu phong cách thiết kế này thì nó đã xuất hiện trên cả những cái mẫu xe đàn anh của Vios, ví dụ chẳng hạn như là Fortuner Legender rồi. Ngoài ra thì phần lưới tản nhiệt phía đằng trước cũng có chút tinh chỉnh lại, la răng ở phía thân xe cũng được thay đổi cách tạo hình. Tuy nhiên thì chi tiết này vẫn được giữ nguyên về kích cỡ là 15 inch. Còn lại thì phần đuôi sau cũng không có những cái sự khác biệt so với phiên bản cũ. Về phần trang bị thì Toyota Vios 2021 phiên bản G-CVT vẫn được sử dụng một cái cụm đèn hậu full LED có kích thước rồi cách tạo hình vẫn giống như ở phiên bản cũ thôi. Camera lùi, cảm biến, va chạm trước và sau. Bên tay nắm cửa thì có thêm chức năng mở cửa nhanh. Rồi gương chiếu hậu thì vẫn tự động chỉnh gập điện. Đó là những thứ mà các bạn cũng có thể nhận ra được rằng là ở phiên bản cũ cho tới phiên bản mới thì Vios 2021 vẫn giữ nguyên, không có những sự thay đổi. Vì là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, bởi lẽ vậy nên Toyota Vios 2021 cũng không có những cái sự thay đổi nào về kích thước, tổng thể, chiều dài, chiều rộng, chiều cao và phần trục cơ sở của xe. Và những con số thì chúng tôi sẽ đặt bên trên màn hình để cho các bạn có thể tiện tham gia và theo dõi.
Bước vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe Toyota Vios phiên bản G-CVT 2021 thì các bạn sẽ thấy rằng là tổng quan thiết kế nó cũng không có khác gì so với phiên bản cũ đâu. Thiết kế đơn giản, đủ dùng và thực dụng, đó vẫn là một trong những ưu tiên số 1 của nhà sản xuất đến từ thương hiệu Nhật Bản. Nổi bật nhất vẫn là cái phần cụm màn hình trung tâm giải trí 7 inch ở đây thì nó có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth và có cả điều hòa tự động nữa. Cụm đồng hồ táp lô sử dụng dạng analog bán điện tử, rồi trên vô lăng xe thì được trang bị set ga tốc độ cruise control. Rồi tất cả phía bên trên cái mảng táp lô, táp ly ở này ở đây thì nó vẫn giữ nguyên so với phiên bản cũ thôi, không có những cái sự thay đổi nào đáng kể cả. Vì sở hữu một cái phần trục cơ sở dài lên tới 2550mm, bởi lẽ vậy nên là thế mạnh của Vios thì tôi cho rằng vẫn là một trong những cái không gian bên trong khoang cabin xe nó thể hiện rất rộng rãi. Đây cũng là ưu điểm để giúp cho Vios trở thành là một trong những cái lựa chọn số 1 nếu như các bạn có ý định mua xe kinh doanh vận tải. Ngoài ra đối với những gia đình đông thành viên thì tôi cho rằng Toyota Vios vẫn là một trong những mẫu xe đem tới không gian rộng rãi và tối ưu hơn so với những đối thủ đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên thì hơi đáng tiếc là ở trên phiên bản 2021 thì vẫn chưa được trang bị cửa gió, điều hòa ghế thứ hai. Trong khi đó thì hai đối thủ là Accent và City đều đã được trang bị thêm phần tính năng hữu dụng này rồi. Về khả năng vận hành thì Toyota Vios phiên bản G-CVT 2021 vẫn được sở hữu một khối động cơ là 1.5 lít sản sinh ra cỡ khoảng 107 mã lực mô men xoắn cực đại đạt 140 Nm, đi kèm với cụm hộp số vô cấp CVT. Riêng phiên bản GRS sẽ được trang bị cụm hộp số giả lập 10 cấp số. Và sắp tới đây thì chúng tôi sẽ có một cái bài đánh giá về phiên bản GRS để xem rằng là hộp số giả lập 10 cấp số nó có sự khác biệt nào về khả năng vận hành so với phiên bản G-CVT hay không. Các bạn hãy chờ nhé. Quay trở lại với chiếc xe Toyota Vios phiên bản G-CVT 2021 thì chúng tôi đã có một cái video cách đây khoảng 1 năm nói về chiếc xe này và so sánh với mẫu xe Hyundai Accent phiên bản 2019. Và cá nhân tôi thì tôi cho rằng là chiếc xe nào thì nó cũng sẽ có ưu nhược điểm cả mà thôi, chúng ta phải lựa chọn. Từ trước đến nay thì Toyota Vios vẫn được sở hữu một cái khối động cơ duy trì từ bao nhiêu thế hệ với mã là 2NRFE. Chính vì vậy mà để nói về khả năng vận hành thì Vios 2021 nó cũng sẽ không có những cái sự khác biệt nào so với phiên bản cũ đâu. Vẫn là một sự êm ái và rất đỗi từ tốn khi các bạn có lỡ đạp sâu chân ga để tăng tốc đột ngột. Tiếng động cơ tròn và ít gắt hơn so với thủ đến từ Hàn Quốc. Đó là những gì mà các bạn sẽ cảm nhận được nếu như đã từng chạy thử cả Hyundai Accent. Còn một điều nữa, với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6,0 lít cho 100km đang hiển thị ở bên trên mặt đồng hồ táp lô thì có lẽ tôi dám khẳng định rằng là Vios vẫn là một trong những mẫu xe rất là phù hợp để kinh doanh vận tải. Chính vì vậy mà tôi có một ông anh mở công ty cho thuê xe tự lái. Cái dàn xe của ông ý cỡ phải 20 đầu xe. Nửa dài trong số đó là Vios 2017, 18, 19, 20. Và sắp tới ông ý còn có nói với tôi rằng là sẽ update lên những cái đầu xe khoảng đời 2021. Ở trong phố thì chẳng mấy mà chúng ta chạy được nhanh. Chính vì thế mà nếu như các bạn cứ đều chân ga như này và nhẹ nhàng như này thì có lẽ là mẫu xe nào nó cũng sẽ đều êm và mượt cả mà thôi. Còn nói về phần vô lăng của chiếc xe Toyota Vios 2021 thì sao? Có lẽ để nói hay và vui thì nó chắc chắn sẽ không thể xuất hiện ở trên bất kỳ những cái mẫu xe nào ở trong cái phân khúc bình dân giá rẻ, chứ chưa nói đến những đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp với Vios, đó là Accent và City. Vô lăng thì nặng tay hơn so với Hyundai Accent, đó là điểm cộng của mẫu xe này đối với cá nhân tôi. Còn về khả năng phản hồi với mặt đường và độ chi tiết thì có lẽ chúng ta cần phải ra ngoài đường trường để kiểm nghiệm thực tế và cảm nhận ở những giải vận tốc cao hơn. Ở trong một cái tình huống đơn giản nhất, chẳng hạn là như các bạn đi qua một cái cung đường có mặt đường xấu, hay là chỉ đơn thuần là đi qua những gờ giảm tốc rất nhỏ ở trên một cái con phố thôi, thì các bạn cũng sẽ cảm nhận được là cái hệ thống treo của Toyota Vios từ trước đến nay trải qua bao nhiêu thế hệ thì nó vẫn khá là cứng. Với cái trạng thái là hai người lớn như tôi và anh quay phim ở trên xe thì cái cảm giác khi mà đi qua những cung đường nó có cái mặt đường xấu như vậy thì cái khả năng dập tắt dao động của hệ thống treo nó cũng chưa thể nào đạt được cái mức gọi là tốt được. Nó chỉ ở trong cái mức trung bình khá thôi. Và để mà nói sâu hơn về so sánh với các đối thủ ở trong phân khúc thì tôi cho rằng là nó gần như là xem và bằng nhau. Bởi vì tất cả những mẫu xe ở trong phân khúc này đều được sử dụng một chung một cái kết cấu, đó là mắc vượt sân phía trước dạng thanh dầm xoắn phía sau. Chính vì thế mà chúng ta phải lựa chọn đó là một cái phần hệ thống treo mềm đem tới một cái khả năng vận hành bồng bềnh khi chúng ta di chuyển ở những giải vận tốc cao, hay là cần một cái phần hệ thống treo cứng để đem lại cảm giác cân bằng.
Giá điện thoại đỉnh trường với khối động cơ mã là 2NRFE được duy trì từ bao nhiêu thế hệ từ trước đến nay, sản sinh ra khoảng 107 mã lực. Tôi cho rằng nó vẫn đang phát huy rất tốt về cái khả năng vận hành của mình, đó là đem tới một cái trải nghiệm vận hành êm ái mượt mà. Còn nói riêng về những cái vấn đề gọi là mang tới cảm giác gọi là mạnh mẽ, đem tới những cú vượt xe bứt tốc bất chợt, thì có lẽ nó không phải điểm mạnh của mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Đó là lý do mà những người thích chạy theo phong cách ngổ ngáo, thanh niên không hề ưa Vios một chút nào. Mặc dù trên thực tế họ phải công nhận một điều rằng là Vios đem tới một cái trải nghiệm vận hành êm ái và mượt mà hơn rất nhiều so với mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc là Hyundai Accent. Một khối động cơ đã duy trì từ bao nhiêu thế hệ từ trước đến nay, nói về độ tin cậy thì khỏi phải bàn rồi. Và cá nhân tôi thì đều đánh giá hệ thống vận hành của Vios từ trước đến nay thì đều rất lành. Có nhiều người nói với tôi rằng là chỉ cần thay dầu và bảo dưỡng đều đặn thôi là xe có thể là chạy phà phà rồi, không phải lo lắng nhiều về vấn đề là gặp lỗi hay hỏng vặt. Còn nói về cảm giác lái thì tôi cho rằng là Vios nó đang có một cái phần vô lăng nó khá là siết và nặng tay. Riêng đối với cá nhân tôi thì tôi rất thích cái phần vô lăng này bởi vì nó đem tới cho tôi một cái cảm giác khá là kiểm soát. Tuy vậy thì nói về độ phản hồi, độ chi tiết với mặt đường thì tôi cho rằng vô lăng của Vios chỉ ở mức trung bình và khá là thôi. Còn nếu như so sánh với các đối thủ nằm ở trong phân khúc như là Accent hay City thì cá nhân tôi cho rằng là chỉ xem bằng nhau thôi, không có mẫu xe nào là hơn mẫu xe nào cả. Còn về khả năng cách âm chống ồn thì chúng tôi đã có một cái video cách đây khoảng 1 năm so sánh chiếc xe này với Hyundai Accent. Chính vì lẽ vậy mà chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn về những hình ảnh, những video clip chúng tôi đo được ở những giải vận tốc 60 và 100 km/h. Hệ thống treo thì tôi cho rằng vẫn khá là cứng. Với trạng thái là hai người lớn ở trên xe thì các bạn sẽ cảm nhận thấy những cái cú thúc vào lưng khi mà đi qua những cái phần đường gồ ghề hay lồi lõm ở trên cái trục đường cao tốc này. Còn để nói một cách công tâm, để so sánh với các đối thủ ở trong phân khúc thì tôi cho rằng là mẫu xe nào nó cũng sẽ có một cái trạng thái như vậy thôi. Từ Accent hay City đều có một cái kết cấu hệ thống treo rất giống nhau, đó là móc piston phía trước dạng thanh dần xoắn phía sau. Chính vì vậy mà các bạn sẽ phải chấp nhận rằng một điều rằng là nếu như chúng ta có một cái phần hệ thống treo mềm, đi ở ngoài đường trường chạy ở những giải vận tốc cao, các bạn sẽ cảm thấy xe khá bồng bềnh. Và nếu như di chuyển với 5 vị trí ở trên xe và ở bên trong khoang nội thất có một chút đồ thì các bạn sẽ có được những cái trạng thái nó tương đối là cứng vững và người ngồi bên trong xe sẽ cảm giác ít say xe hơn so với một phần hệ thống treo nó mang tới cái cảm giác mềm. Ở những cái tình huống chuyển làn đột ngột ở những giải vận tốc cao, xe cũng vẫn khá là cân bằng và chắc chắn. Tuy nhiên thì khi đi qua những cái phần mố cầu lớn thì tôi cho rằng là cái khả năng dập tắt dao động của hệ thống treo này vẫn chỉ ở mức khá mà thôi. Vừa rồi là bản đánh giá về chiếc xe Toyota Vios phiên bản G-CVT 2021. Các bạn nghĩ sao về chiếc xe này? Hãy để lại comment bình luận ở phần phía bên dưới để chúng ta thảo luận một cách văn minh và vui vẻ nhất. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho toàn bộ ekip có được cái động lực để sản xuất ra những video có nhiều thông tin hơn nữa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.